Bóng đá là ánh sáng của cuộc đời. Mỗi một đội bóng đều sẽ có cho mình những giai đoạn thăng trầm khác nhau trong lịch sử. Liverpool cũng vậy. The Kop sau thời gian dài tăm tối, cuối cùng cũng đã có được vinh quang. Người ta có thể dễ dàng nói tới những Van Dijk, Mane hay Salah của hiện tại, nhưng trong dòng chảy cuồn cuộn của thế giới bóng đá, có rất nhiều cầu thủ Liverpool đã để lại những ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ và chỉ thiếu một danh hiệu để khiến những ngày tháng của họ ở Anfield trở nên viên mãn. Giống như cặp đôi song sát Suarez và Sturridge ngày nào, với 55 bàn thắng cho Liverpool trong mùa giải trọn vẹn duy nhất mà họ đã sánh vai cùng nhau gánh vác hàng công của đội bóng thành phố cảng. Suarez đến Liverpool trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2011. Cựu đội trưởng của Ajax đã ngay lập tức ghi bàn ở trận ra mắt cho lữ đoàn đỏ trong trận đấu đầy khó khăn với Stoke City. Những năm tháng đầu tiên ở nước Anh của tiền đạo người Uruguay với đối tác Andy Carroll không thể nói là thành công. Nhưng dẫu sao, người ta vẫn nhớ tới Suarez với chất tinh quái của riêng anh. Và đương nhiên là cả những lùm xùm trên sân cỏ với Evra và Ivanovic. Nhưng cũng chính án phạt cấm thi đấu 10 trận sau khi cắn hậu vệ Chelsea đã là tiền đề để Sturridge bước lên lĩnh ấn hàng công của The Kop. Giống như Suarez, Sturridge cũng là bản hợp đồng bổ sung mùa đông của Liverpool. Sau những hoài nghi, thất vọng ở Man City và Chelsea, tiền đạo số 15 đến Liverpool mùa đông năm 2013 với không nhiều sự kỳ vọng. Tiền sử chấn thương của anh có thể đã khiến người ta phải lo lắng. Nhưng việc ghi 3 bàn liên tiếp trong 3 trận đã mang tới những dấu hiệu tích cực. 10 bàn thắng ở Premier League, trong đó có một hat-trick vào lưới của Fulham trong bối cảnh thiếu vắng Suarez, rõ ràng là nửa mùa giải không thể tuyệt vời hơn với tiền đạo người Anh. Nên biết rằng, ở nửa mùa đầu tiên của Suarez cho Liverpool, số 7 cũng chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng. Sturridge đã trở thành người dẫn đầu chiến tuyến của Liverpool ở đầu mùa giải 2013-2014 khi Suarez vắng mặt. The Kop đã khởi đầu đầy khó khăn với những Stoke, Aston Villa và MU. Nhưng sự có mặt của tiền đạo số 15 đã khiến mọi thứ trở nên thật đơn giản. Và đáng kinh ngạc hơn là, anh đã ghi 10 bàn liên tiếp trong 10 trận đầu mùa cho Suarez. Ngay cả khi Suarez trở lại, phong độ của Sturridge vẫn rất ổn định. Rõ ràng, tiền đạo người Anh không phải là kẻ đóng thế, mà là đối tác ăn ý mà Suarez đang tìm kiếm bấy lâu nay. Truyền kỳ về hắc bạch song sát của Liverpool chính thức bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2015 khi The Kop hạ gục Sunderland 3-1. Ngay khi trở lại sau án treo giỏ, Suarez đã lập cú đúp và người kiến tạo cả hai bàn thắng cho anh không ai khác là Sturridge. Phút 36, đội trưởng Gerrard chuyền bóng dài chuẩn xác cho Sturridge bên cánh phải. Sau một pha xuông bóng, anh căng ngang vào trong để Suarez đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. Đến phút 89, bộ đôi này lại tiếp tục có một pha phối hợp ăn ý để Suarez hoàn thành cú đúp của mình, ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội khách. Sự trở lại của Suarez kết hợp với phong độ xuất sắc của Sturridge ở thời điểm đó đã mang lại nhiều phương án chiến thuật cho huấn luyện viên Brendan Rodgers. Đối phó với một trong hai chân sút của Liverpool đã là cực khó, và khi có cả hai trên sân, sức tấn công của The Kop đã được nhân lên một cách đáng kể. Đó chính xác là những gì đã diễn ra trong trận thảm sát 5-3 của Liverpool trước Stoke City vào ngày 12 tháng 1 năm 2014, khi cả hai đã liên tục phối hợp và kiến tạo cho nhau. Trong cả mùa giải năm ấy, Suarez có 14 pha kiến tạo và riêng cho Sturridge là cao nhất với 6 lần. Còn với tiền đạo số 15, anh kiến tạo 7 lần thì 5 trong số đó dành cho đối tác mang áo số 7. Trong một mùa giải thăng hoa của cả tập thể The Kop, cặp hắc bạch song sát trên hàng công của họ đã đóng góp tới 55 bàn thắng. Và cũng không quá khi nói rằng cơ hội vô địch của The Kop năm ấy phần nào được tạo thành từ sự tinh tế của Sturridge, tính kỹ thuật của Suarez và đương nhiên là sự phối hợp thấu hiểu tựa như long hổ giao hội của họ. Những con số thống kê về cặp đôi tiền đạo của The Kop càng làm cho việc họ không vô địch giải đấu trở nên đáng chú ý hơn. Đó quả thật là sự bất thường trong lịch sử và là sự bất công với Suarez và Sturridge, cặp đôi vô đối ở mùa giải năm ấy. Suarez đã để lại tất cả những gì tinh hoa nhất của anh trong mùa giải cuối cùng tại Anfield, còn Sturridge sau đó không bao giờ tìm lại được bản thân sau những chấn thương dai dẳng. Không có cuộc vui nào là không tàn, và song sát của Liverpool đã tan vỡ sau kỳ World Cup được tổ chức tại Brazil năm 2014.
Anh cùng bảng với Uruguay và điều đó có nghĩa là hai tiền đạo đã từng ăn ý với nhau giờ sẽ phải chiến đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Hai người đàn ông vừa phải chịu đựng nỗi đau thất bại cùng nhau ở Premier League. Giờ đây, một trong hai người đã giáng một đòn cuối cùng vào người còn lại. Suarez đã ghi hai bàn để loại tuyển Anh của Sturridge. Mối quan hệ hợp tác rực rỡ nhưng không hề bền chặt đã kết thúc theo cách như vậy. Cầu thủ Nam Mỹ sau đó rời The Cop, còn Sturridge vẫn ở lại. Nhưng sự kết hợp giữa bất hạnh với chấn thương và việc câu lạc bộ không thể thay thế Suarez một cách hiệu quả đã hạn chế một cách tàn nhẫn tầm ảnh hưởng của tiền đạo mang áo số 15. Thứ sau cùng còn lại của SES nhưng người ta vẫn nói chỉ còn là hoài niệm. Suarez và Sturridge đã gắn kết với nhau ở Liverpool trong thời điểm mà họ không còn là thế lực của ngoại hạng Anh. Nhưng bằng sự gắn kết và những phẩm chất cá nhân của mình, họ đã đưa The Cop cán đích ở vị trí thứ hai trong một mùa giải đầy rẫy những bất ngờ. Và dù họ chỉ chơi trọn vẹn với nhau duy nhất một mùa, thì những bàn thắng đáng chú ý của Suarez vào lưới Napwick hay pha xử lý tinh tế của Sturridge trước một team Hawood đang bất lực trong trận derby Merseyside sẽ còn được nhớ mãi. Đó là những thứ xứng đáng với đồng tiền và thời gian của người hâm mộ đã bỏ ra để tìm kiếm những giá trị mà bóng đá mang lại cho họ.